kênh Bất Động Sản Phan Hảo Bà Rịa Vũng Tàu. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhé quý anh chị. Hôm nay em có sản phẩm là mặt tiền đường bê tông này nha. Đó là một lô đất. Đó, đối diện lô đất của mình là có vườn xoài nè. Đây là đối diện lô đất của mình nha. Đó, đối diện lô đất của mình có vườn xoài, vườn trái cây, nhãn, rồi dừa các thứ nha. Đó. Hướng này là hướng ra biển Long Hải nha quý anh chị. Đó, hướng ra đường 36m hướng ra biển Long Hải. Còn hướng ngược lại hướng này là lên núi nha. Nói chung cũng đường cũng thông hết nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào thích về núi thì liên hệ cho em nha. Mà gần biển gần núi luôn. Đó, hôm nay em có cái lô đất đây. Ngang 7m đất không nha quý anh chị. Ngang 7m sâu vô 33m. Đó, đất mình hiện tại đất cây lâu năm mà đã phủ hồng hết rồi nha quý anh chị. Đó, quý anh chị nào mà thích lên thổ cư thì chủ nhà bao lên thổ cư luôn nha, tại vì đất mình đã phủ hồng hết rồi nha quý anh chị. Ở giá còn rất là mềm luôn, đặc biệt là rất thích hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng nha quý anh chị. Đó, gần đây là có mấy nghe nhà vườn nghỉ dưỡng tại đây nha. Đó, ở đây nói chung là ngang 7m lận. Đó, đường này đi lên núi cũng được này. Đó, nói chung là đường thông qua mấy hẻm khác quý anh chị. Còn hướng này là ra thẳng đường 36m đường Nguyễn Tất Thành nha. Đó, rồi xong rẽ trái mình về biển, rẽ phải là mình về thành phố Bà Rịa nha quý anh chị. Đó, về Hồ Chí Minh. Đó, cách thành phố Hồ Chí Minh tầm 100 cây thôi. Đó, nhưng mà giá còn rất là mềm đúng quý anh chị. Đó, ngang 7. Đó, đường này vào đất mình này. Đó, ngang ở 7m, sâu vô là 33m. Đó, đất cây lâu năm mà giá chủ kêu bán chỉ có 1,2 tỷ thôi. Đó, quý anh chị nào mà thích lô đất làm nhà vườn nghỉ dưỡng là liên hệ cho em nha. Trong này có mấy cái nhà vườn nghỉ dưỡng rất là đẹp cho quý anh chị. Đó, mình về mình thiết kế làm nhà vườn mini rất là đẹp nha. Đó, đường thông tứ hướng hết. Tại trong này á, trong này là còn con đường đi xuống nữa nha quý anh chị. Mình được hai mặt tiền luôn nha. Ở trên sổ mình là trên bản quy hoạch mình là được hai mặt tiền luôn. Đó, mặt tiền này, mặt tiền phía sau luôn nha quý anh chị. Đó, giá chỉ có 1,2 tỷ để em quay sổ cho quý vị xem nha. Đây, đây là sổ bên đây nha quý anh chị. Địa chỉ là xã Phước Hưng, huyện Long Điền, huyện Vũng Tàu nè. Diện tích là 241m² nha, hình thức sử dụng riêng nha. Mục đích sử dụng là cây lâu năm nha quý anh chị. Ngang 7 vuông vức luôn nha. Sâu vô 33 một cạnh 31 luôn quý anh chị, tại vì xéo theo đường nha. Rồi, quý anh chị nào thích lô đất thì liên hệ cho em. Số điện thoại của em là 0906779152. Hẹn quý anh chị ở video tiếp theo. Không quên cho em một like và đăng ký kênh nha.